một đứa trẻ hút ma túy không chỉ là bạo hành mà là giết người. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa chỉ đạo khẩn đến Công an thành phố và các sở liên quan về vụ việc một bé trai 3 tuổi tên NTN bị ép hút ma túy. Cụ thể, Công an thành phố chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn và các đơn vị có liên quan xác minh, xử lý theo pháp luật đối với hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Vụ bé trai bị ép hút ma túy được ghi lại bằng các clip và đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 24 tháng 3. Clip ghi lại cảnh một người đàn ông nhiều lần chửi bới, cầm búa đe dọa một bé trai vẫn còn đang mặc bỉm và ép hút bình khí giống ma túy đá. Làm rõ vụ này quá dễ, trước hết là thử ma túy cho cháu NTN, theo dõi các biểu hiện sức khỏe của cháu để xác định thêm có phải do ma túy gây sai không. Nếu cháu NTN dương tính với ma túy, thì người đàn ông trong clip chính là thủ phạm. Test ma túy đối với mẹ và cha dượng của cháu, người nghi ép cháu hút ma túy. Ngày 26 tháng 3, Công an huyện Hóc Môn tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai bị cha dượng bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận. Hai người có liên quan trong đoạn clip là NTN, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, LVB, chồng hờ của N. Cùng với lấy lời khai là test ma túy của cả hai người này, nếu cha dượng ép đứa trẻ hút ma túy, thì làm rõ có sự đồng tình, giúp sức của người mẹ hay không. Rất có thể, đây là vụ bạo hành trẻ em như cặp Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Chỉ ngược lại, trong trường hợp này là cha dượng với mẹ ruột. Ép một đứa trẻ 3 tuổi hút ma túy là tội ác tày trời, bởi vì không chỉ là bạo hành mà có thể tước đoạt mạng sống của nạn nhân nếu bị sốc thuốc phản ứng với ma túy. Nếu đứa trẻ bị nghiện, có thể dẫn đến tử vong vì thiếu thuốc. Cho dù không chết, thì đứa bé cũng bị tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, thiểu năng trí tuệ, sang chấn tâm lý. Một đứa trẻ hút ma túy từ 3 tuổi thì cuộc đời còn có ánh sáng nữa không, hay là một cõi tối tăm? Hy vọng cơ quan điều tra làm rõ để xử lý những kẻ thủ ác. Ngay cả khi không phải đứa trẻ bị ép hút ma túy, thì cách ứng xử với trẻ em như trong clip cũng là bạo hành, tùy mức độ để xử lý hành chính hoặc hình sự. Lời khai đưa 2,6 tỷ đồng cảm ơn cho ông Nguyễn Đức Trung vào dịp lễ Tết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất bản kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 người khác. Những người này đề nghị truy tố các tội buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Trung bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Trong số những người bị đề nghị truy tố có ông Vũ Kiên Trung, nguyên chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây Xanh Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, ông Trung khai vào các dịp lễ Tết từ năm 2016-2018, bị can đã nhiều lần đưa ông Nguyễn Đức Trung tổng số 2,6 tỷ đồng để cảm ơn ông Trung đã tạo điều kiện chỉ đạo các sở thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt hàng công ty Cây Xanh thực hiện dịch vụ Cây Xanh. Nhờ vậy mà ông Trung đã có điều kiện thông đồng nâng khống giá để hưởng lợi số tiền 1,5 tỷ đồng từ tiền chênh lệch giá Cây Xanh. Theo lời khai của ông Vũ Kiên Trung, quá trình điều hành, bị can ký giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Hanh, Phó Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng kinh tế, các văn bản liên quan đến công tác quản lý, duy trì, cải tạo, trang trí, phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, trồng cây bóng mát và các công viên liên quan đến công tác này trên địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, công ty Cây Xanh chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ông Nguyễn Xuân Hanh thực hiện trong phạm vi ủy quyền. Ông Trung thừa nhận, trong công tác trồng cây xanh từ năm 2016 đến năm 2019 đã không thực hiện theo quy định của luật đấu thầu, mà thực hiện đặt hàng theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung. Thời điểm đó, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra yêu cầu với công ty Cây Xanh là vừa thực hiện trồng cây, vừa hoàn thiện thủ tục. Sau này, ông Trung đã hỗ trợ họp và chỉ đạo ban hành thông báo số 32 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc vừa làm, vừa hoàn thiện là không đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện hợp đồng, công ty Cây Xanh mà cụ thể là xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây cảnh do ông Nguyễn Xuân Hanh, Phó Tổng Giám đốc công ty Cây Xanh Hà Nội kiêm giám đốc xí nghiệp đã bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với các công ty đối tác, nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền phục vụ chi quả cáp cho một số cá nhân, chi tiền cho ông Nguyễn Đức Trung. Tại các cuộc họp giao ban của thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung thường xuyên mắng chửi, gây áp lực bằng việc yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của ông, nếu không sẽ cách chức hoặc đuổi việc.
Mặc dù ông Trung nhận thức được việc thông báo số 32 không đúng với quy định của pháp luật, nhưng vẫn phải thực hiện vì ông Trung là cấp trên, thường xuyên chỉ đạo gây áp lực. Ngoài việc chỉ đạo tại các cuộc họp, ông Trung còn thường xuyên điện thoại cho ông Trung để hỏi tình hình, chỉ đạo yêu cầu công ty cây xanh thực hiện việc trồng cây theo đúng ý của mình. Thậm chí, trong cuộc họp tổng kết năm của công ty cây xanh, ông Trung đến dự và chỉ đạo có phát biểu với nội dung: "Nửa đêm tôi vẫn phải gọi điện cho anh Trung tổng giám đốc để chỉ đạo công việc." Ông Trung khai, có lần ông Nguyễn Đức Trung đi kiểm tra thực tế việc trồng cây tại đường Võ Nguyên Giáp cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Trung đã mắng chửi ông Trung trước mặt các lãnh đạo sở ban ngành và nhân viên công ty cây xanh vì trồng cây không theo ý ông Trung. Mua nhà ở xã hội, việc gì phải chứng minh thường trú, tạm trú? Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân mua nhà xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương nơi có công trình. Đó là nội dung quan trọng trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm một số chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, khu công nghiệp Bộ Xây dựng đang soạn thảo. Theo luật nhà ở năm 2014, người muốn mua, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng 3 điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập. Trong đó, những người này bắt buộc có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhà ở xã hội, nếu không thì phải có tạm trú từ 1 năm trở lên. Bộ Xây dựng cho rằng, quy định về điều kiện cư trú như luật hiện hành đã không còn phù hợp trong tình hình mới, phát sinh thủ tục không cần thiết khi mua nhà ở xã hội. Hoàn hồ Bộ Xây dựng đã có đề xuất đúng đắn, loại bỏ ngay những quy định theo kiểu giấy phép con, cuốn sổ hộ khẩu đã bị loại trừ khỏi đời sống, dần ra cũng loại bớt những ràng buộc về thường trú tạm trú trong các thủ tục hành chính. Để mua được nhà ở xã hội, chỉ cần 2 quy định là đủ. Một là người mua chưa có nhà, 2 là đối tượng nghèo. Đối với người dân nghèo có nhu cầu mua nhà ở xã hội, khi họ đang làm việc, sinh sống ở đâu thì họ mới có nhu cầu mua nhà ở đấy. Không ai từ địa phương này đến một địa phương khác để đầu cơ nhà ở xã hội. Bởi vì điều kiện mua nhà ở xã hội là người chưa có nhà và mỗi hộ gia đình cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 Luật Nhà ở năm 2014. Ngoài ra, khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 quy định bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở và cho dù họ ở nơi khác đến mà là nhà người nghèo chưa sở hữu căn nhà nào thì cũng chẳng sao vì thêm một người nghèo có nhà để ở. Do đó, không việc gì phải quy định thêm điều kiện thường trú, tạm trú tại nơi mà đối tượng nghèo được mua nhà ở xã hội. Người dân rất mong đề xuất của Bộ Xây dựng được chấp thuận, thông qua để đưa vào dự thảo. Đây cũng là tiền đề để xóa bỏ dần các quy định hành chính không cần thiết khi áp dụng trong các mối quan hệ nhà nước, công dân.